Ốc. Vậy gì vậy? Hay là con đọc lại cái bài thơ của chị Ánh nha. Hôm bữa con nghe hay quá, bây giờ con viết lại rồi con gì? Ốc với con đối đáp nha. Anh gửi cho bên An Nông đó phải không? Dạ, để con đọc được không? Đi mô dội dội vàng vàng, dừng chân giây lát hỏi cô chuyện này. Tôi vừa thu hoạch hè thu, lúa không no hạt lại còn lép cơ. Vì vậy giá chẳng được cao, tiền phân tiền thuốc không lời bao nhiêu. Út này nha, tới Út nè. Để cho vụ lúa đông xuân, be bồ chứa lúa ngập tràn niềm vui. Nhưng mà hạt phải no tròn và không lem lép như mùa hè thu. Hạt vàng bông chắc sáng trong, cho cô thương lái khen không tiếc lời. Dễ nè, cô chính xin là tiếp câu này nè nha. Có gì chuyện nó nhỏ thôi, hỏi xem thầy Chiến biết ngay chứ gì. Cái bài thơ này nè, trong cái chương trình Chuyện Nhà Nông chứ gì phải không? Trời ơi, ta nói hai cô cháu đang ngồi làm thơ làm thẩn để đối đáp với bà con cho vui vậy nè. À Chính ơi, biết sao không? Hôm rồi á là con với cô Út á có đi thu mua ở trong vùng sâu á. Trời ơi, phải nói mấy anh chị đó hết sảy làm thơ hay tuyệt vời luôn. Trời ơi, người ta làm thơ chứ đụng Út đây nè nha. Út Phượng nha, một cây hát lý đối đáp lại liền. Ta nói hát á thì Út hát ngon lành, mà có điều á không có kịp sáng tác lời. Trời ơi, khỏi lo luôn nè. Cái này nè, Chính sưu tầm một bụng luôn nè. Nè đây đó, hát đối đáp đi. Đối đáp lem lép hạt. Thấy chưa? Coi vậy là Út hát lem lép hạt nha. Còn Tư Bình, con hát đạo ôn ha. Dạ luôn đi, được không? Thì Út hát trước đi, Út hát trước đi. Út hát trước đi Út. Rồi Út hát nha. Xin chào vui với niềm vui chung, lúa không bao giờ lép hạt khô vàng khô, hay lúa xanh lá vàng nông dân mình âu lo. Ăn nông viên có rồi ruộng lúa thuần tươi xanh. Thấy chưa, Út mày hát ngọt vậy á, bảo đảm luôn. Nhưng mà Út hát xong Út phải dặn dò bà con nông dân nữa. Út hát xong thì Út sẽ dặn bà con là nhớ phun lúc mà lúa trổ lác đác. Rồi phải phun lại lúc mà lúa trổ đều. Nhưng mà Tư Bình, con không phải nhắc bà con vậy nữa nghe không? Nói chung á, phòng trị lem lép hạt á, mình xài ai nông viên là rẻ tiền nhất. Nhưng mà mình pha thêm cái gì nè, siêu việt đó Chính ơi, trời ơi. Dạ đúng, đúng rồi. Không? Mà chưa nha, để đó trời ơi. Từ nãy giờ con thiệt á, nghe Út hát là con rất là ngứa ngày con. Ngứa ngày hả? Thì mày hát đạo ôn đi. Không, không hát đạo ôn, hát đạo ôn là bình thường. Hát gì? Ghen kỳ hả? Sáng tác bài hát ghen kỳ. Ghen kỳ là bài. Ủa đâu có được, cái lời của con là bài lời mới mà khác mà. Trời ơi, nó sáng tác Út. Con tự sáng tác. Út nghe, Chính nghe, góp ý gần nghe. Rồi, hát đi. Mày đứng dậy hát đi, nó có ơi. Đứng dậy cho con thật từ thế luôn đó. Đứng dậy luôn hả? Mày hát đi nha, Út Phượng hát dở, Út Phượng dội đầu mày đó. Làm, thấy ghê quá. Áp lực. Kệ, hát đi. Hàng ghen kỳ là phân bón tốt, hãy bón ghen kỳ, hứa hẹn vụ lúa bội thu trái cây ngon, thì tao sạch lá ban tăng giá nè. Ôi, tăng giá nữa chứ. Hàng ghen kỳ đến từ Nhật nha, An Nông vẫn phân phối mọi nơi, ghen kỳ Nhật đó là phân bón hữu cơ. Trời. Hát chậm chậm lại cho bà con ta nghe cái lời cho rõ ràng. Đúng rồi, nghe cái lời rõ ràng, nghe cái tên thuốc mình, người ta thích bài hát, người ta hát thì người ta nhớ tên thuốc mình luôn á. Hát chậm sợ hát sai. Trời ơi. Cái hàng này á, nằm qua đây ngồi. Xài rẻ lắm, chỉ có 350 kg trong một vụ lúa thôi à. Ui. Giá rất là mềm. Nó vừa rồi đó. Ngày sau rồi năm biết. Vừa rồi á, năm xài rồi. Vừa rồi năm được tập đoàn An Nông mời đi đi Nhật đó. Vô cái nhà máy của người ta sản xuất nè. Em con biết không? Đầu vô là phân là hữu cơ. Đầu ra là hữu cơ nguyên chất 50%. Đó. Mà khép kín hết cái công quy trình công nghệ khép kín hết. Lần đó Chính đi làm đi chung với
tập đoàn nông á đi vô nhà máy. Mà cái đó em nhớ là 50% hữu cơ nguyên chất này nha, rồi NPK dưới 8%, còn có thêm silic nữa. À đúng rồi. Là một cái chất rất là cần thiết cho cây trồng đó. Ừ. Còn á cây lúa đi ha. Má nằm biết sao, con thì không đi, không biết. Nhưng mà xài á thì mình biết. Xài cái gen kia nếu mà mình xài cho mà đầu vụ á là nó sẽ giảm được là 20% phân bón vô cơ cũng như cái NPK, thấy không? Và đặc biệt nếu mình sử dụng Genki thì cái chất lượng của sản phẩm á nó sẽ tốt hơn, và nó sẽ đầy gì, nó sẽ tốt cho con người vì nó có cái tạo ra cái gì ta, enzyme và những cái nguyên tố vi lượng, cái đó là đúng cần rồi. Thiết có nghĩa là trong cái nông sản mình gặt hái về nó có cái enzyme là cái men á, cộng với lại là cái nguyên tố vi lượng cần thiết khi mình ăn vô trong người mình bổ sung cho cơ thể mình. Ê, nhưng mà Genki chính còn biết một cái đặc điểm rất là nổi trội, đó là nó làm cho đất xốp lên, đất mà mình xài hữu cơ lâu năm nó bị lèn, nó bị khô cứng, nó bị chai á, xài Genki nha, nó xốp, nó bung lên và cái rễ nó phát triển tốt, nó ăn được. Đặt ăn được phân chất dinh dưỡng. Bởi vì nên lý do mà nó giảm được 20% là tại vì nó đó, ăn nhanh cái dinh dưỡng đó. Không biết cái vụ này á. Năm, hôm trước em nghe Năm hát cái bài quảng cáo gì mà phòng đạo ôn hay là vi khuẩn gì hay lắm nè. À, cái bài đó tên là bài Bikin mà Năm đã tập cho cả nhà mình hay ấy giờ Năm, Năm tập rồi. Lại cho mình đi hát tập thể đi hay lắm á. Nhưng mà chính má Năm bắt giọng mới được. Rồi. Cho bắt nha, Năm bắt cao quá, Năm hát mình em hát nổi. Mừng ăn nông vừa ra thuốc mới, đã có Bikin bảo vệ ruộng lúa năng bông, lúa đạo ôm ngay bị vi khuẩn khỏi lo nữa nè. Ngày này, hôm nay hát mừng Bikin chung sức lo bảo vệ ruộng nương. Bikin này quyết diệt nấm khuẩn tuyệt chiêu.